kiếm tiền 8.0, kiếm tiền 8.0 dân dân các bạn nhận 10 từ cộng RRC. Con này sẽ theo thông tin là kết thúc vào ngày 26 tháng 3 năm 2020 các bạn. Đầu tiên liên lạc một tòa để tham gia góp chatbot đó, bấm đi tòa. Rồi, sau khi tham gia bạn, ồ, 5 token các bạn, con này khoảng 50 đô. Ta rồi. Rồi, các bạn bấm vào reset create token. Nhiệm vụ của nó rất đơn giản các bạn. Đầu tiên các bạn bấm vào nút buy RRC token. Robanchay. Vâng, chỉ C20. Rồi, bấm menu, bấm cơm, let, tắt chiếc lộn. Rồi, đầu tiên các bạn follow and repeat theo word của nó các bạn. Mình lộn. Rồi các bạn theo dõi nghe không? Ồ, con này đã tham gia. Ủa, 9.000 DMC. 5 token bằng 50 đô nghe không? Rồi các bạn like lại bài viết. Các bạn test lại cái comment. Các bạn vào trang cá nhân mình copy cái username theo word của mình nghe không? Các bạn gia cộng anh không quân chứ về H9 các bạn gỡ các bạn. Rồi các bạn join hai kênh Telegram của nó các bạn. Rồi các bạn join vào rồi các bạn thoát ra các bạn. Rồi join kênh thứ hai nữa, submit you profile. Rồi các bạn join vào kênh thứ hai của nó các bạn. Rồi các bạn submit new Telegram profile account. Profile Telegram submit Telegram profile. Vâng các bạn. Rồi nó kêu mình gỡ cái username Telegram các bạn. Mình bấm lộn để gỡ username là cộng anh 0329931577 0329931577. Rồi xài. Và mình gỡ profile các bạn. Rồi như vậy mình đã nhận được 5 token các bạn. Như vậy mình đã nhận được 5 token RRR giá là UGET 0.11 red. Bấm bấm rebalance. Mình đã nhận 5 token nữa các bạn. Ghép con đường ghép bạn. Thử bà địa chỉ với xe 20 vô các bạn. Wallet. Nhảy chút wallet nè. Làm động dòng quá. Mà nhờ ETH nè. Bạn sao chép vô các bạn. Quang bắt địa chỉ vô.
dán vào gỡ dùng. Vậy video mình kết thúc nữa không? Theo thông tin là con này sẽ kết thúc vào ngày 26. Thì chào tạm biệt các bạn nha.